với thành phần 100% từ tự nhiên, hoa sen của vùng đất Đất Sen Hồng tỉnh Đồng Tháp và trà Tân Cương thượng hạng từ thủ phủ trà Thái Nguyên. Trà sen Lotha Lotus là sản phẩm tâm huyết của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hương Sen Đồng Tháp. Trà sen sấy khô thượng hạng Lotha Lotus là sự giao thoa thổ nhưỡng giữa hai miền Nam và Bắc, đó là hoa sen Đồng Tháp và trà Tân Cương Thái Nguyên. Sự kết hợp tinh hoa này đã tạo ra hương thơm mới mẻ, đậm đà, ngọt ngào cho loại trà truyền thống đã đi vào lòng người dân Việt Nam. Nguồn nguyên liệu sạch là yêu cầu hàng đầu của sản phẩm. Với quy trình canh tác hiện đại, không sử dụng các loại chất hóa học trong suốt quá trình phát triển của sen và sản xuất trà. Hoa sen tươi được chọn lọc từ hàng vạn bông sen trên những cánh đồng sen bạt ngàn, được sự chăm sóc tận tình từ những người nông dân tâm huyết và kinh nghiệm với loài hoa sen. Quy trình sản xuất trà sen sấy khô thượng hạng được giám sát rất nghiêm ngặt từ công đoạn sơ chế, chế biến và cho ra thành phẩm. Điểm đặc biệt của quy trình là công đoạn ướp trà. Nơi đây vẫn giữ phương pháp ướp truyền thống đầy công phu. Sau khi ướp xong thì hương thơm của sen quyện vào trà Thái Nguyên, đến khi pha trà thì có được hương thơm ngọt ngào, thanh mát của sen, vị dịu và hậu ngọt sâu. Trà sen Lotha Lotus được mệnh danh là loại trà thượng hạng hoàn hảo, đặc sắc và mang đậm đà bản chất văn hóa của nền văn hóa trà Việt. Đẹp người mà núi sâu, đẹp người mà núi sâu.
miền đất quê tôi, đất Thái Nguyên, đất yêu thương sâu nặng nghĩa tình. Về miền đất quê tôi, đất thép anh hùng, chiến khu cách mạng, thủ đô gió ngàn. Về quê tôi, bát ngát đồi tre, mênh mông sóng lúa, một vùng thép vàng đẹp mãi nhưng vẫn mơ. Ai đã qua Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa, về Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, thăm Phổ Yên, Sông Công, đang từng ngày đổi mới, phát triển ngành công nghiệp, khai khoáng luyện kim. Lên đèo Khê, Phú Đình, đến chợ Chu, chợ Thái, chè Tân Cương, lưu luyến bước chân người. Sông Cầu em trôi đồng màu xanh bờ bãi, còn nghe âm vang trên bên tường voi gầm. Trai Thái Nguyên lên đường bảo vệ quê hương, chuyện tình huyền thoại hồ núi gốc, vương vấn lòng ai trên bến mơ. Xin gửi Thái Nguyên niềm thương nhớ, xin gửi về em vầng nguyệt thơ. Miền đất quê tôi, đất Thái Nguyên, đất yêu thương sâu nặng nghĩa tình. Về miền đất quê tôi, đất thép anh hùng, chiến khu cách mạng, thủ đô gió ngàn. Về quê tôi, bát ngát đồi tre, mênh mông sóng lúa, một vùng thép gan đẹp mãi nhưng vẫn thơ. Ai đã qua Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa, về Đại Từ, Đồng Hỷ, Võ Nhai, thăm Phổ Yên, Sông Công, đang từng ngày đổi mới, phát triển ngành công nghiệp, khai khoáng luyện kim. Lên đèo Khê, Phú Đình, đến chợ Chu, chợ Thái, chè Tân Cương, lưu luyến bước chân người. Sông Cầu em trôi đầm màu xanh bờ bãi, thưa ông Nguyễn Văn Khánh, giám đốc thương mại công ty cổ phần bác sĩ thương hiệu. Kính thưa bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hương Sen Đồng Tháp. Kính quý các vị khách mời, các đối tác và những người bạn thân yêu của tôi, hôm nay chúng ta đứng ở đây với một tâm hồn tràn đầy niềm vui và sự hân hoan, chứng kiến sự ra đời của không chỉ một showroom mới mà còn là một không gian truyền cảm hứng, nơi mà những giá trị đích thực của chúng ta sẽ được thể hiện. Để bắt đầu, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình tôi, bố mẹ, anh chị,
vợ con và tất cả những người thân yêu trong gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người thầy của tôi, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trung. Hiện nay, ông đang ở bên kia vòng trái đất, nhưng tôi biết rằng ông vẫn đang theo dõi từng bước chân của chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn công ty cổ phần bác sĩ Thương Hiệu, công ty Hương Trang Đồng Cấp và hết thảy những người đã ủng hộ, đồng hành, đóng góp cho hành trình này. Những bước đi không ngừng nghỉ, những giọt mồ hôi cả và những niềm tin mạnh mẽ để hình thành những giá trị hôm nay. Có mặt trong buổi khai trương đầm ấm này, tôi xin trân trọng giới thiệu phía công ty cổ phần bác sĩ Thương Hiệu có ông Nguyễn Văn Khánh, giám đốc thương mại, cùng 11 bác sĩ thương hiệu, các trưởng phòng kinh doanh từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Về phía công ty Hương Xét Đồng Tháp, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bích Mọc, giám đốc công ty. Về phía gia đình và những người đồng hành, bạn bè, tôi xin trân trọng gửi tới tất cả quý vị khách mời và bạn bè đối tác của tôi. Kính thưa quý vị, sông Đô Thăng lớn tốt đầu tiên ở khu vực phía Bắc của chúng ta không chỉ là nơi để trưng bày sản phẩm, mà còn là nơi lan tỏa tinh thần sáng tạo, nơi ý tưởng đột phá chào đón và nảy nở. Đây không chỉ là một không gian và là một trải nghiệm, một câu chuyện được viết lên sự đam mê và nhiệt huyết của mỗi cá nhân ở đây. Với triết lý khách hàng là những người bạn tâm giao, chúng tôi cam kết tạo ra một môi trường thân thiện, nơi mà mọi khách hàng không chỉ tìm thấy sản phẩm mà họ cần, mà còn là nơi mà họ cảm nhận được sự chào đón và quan trọng. Sự kiện khai trương này không chỉ là một dịp để bày tỏ lòng biết ơn, mà còn là một lời cam kết. Hôm nay không chỉ là về một sâu hôm mới, mà còn về một tương lai tươi sáng mà chúng ta cùng nhau tạo lập. Hãy cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này và bắt đầu một hành trình mới đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ niềm vui này với chúng tôi. Và sau đây xin kính mời ông Nguyễn Văn Khánh và bà Nguyễn Bích Ngọc cùng toàn thể quý vị, các ban khánh thành showroom đầu tiên của chúng ta. Xin mời. Tên tiếng Anh là Brand Doctor. Thì trên hành trình mà
Brand Doctor đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc là xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh, cũng như là định hướng tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp. Thì chúng tôi nhận thấy rất là nhiều những doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi đối tác của chúng tôi có những cái dòng sản phẩm nó rất là tuyệt vời, nó rất là giá trị và mang lại cái giá trị rất là lớn cho cộng đồng, cho xã hội. Chính vì thế mà một cái team trong công ty cổ phần bật thương hiệu ra đời, đó là team thương mại. Và tôi rất là vinh hạnh khi mà được thầy của chúng tôi là tiến sĩ Nguyễn Minh Trung, là chủ tịch công ty cổ phần bật thương hiệu, giao cho tôi cái trách nhiệm đó là phát triển thị trường cho các đối tác. Thưa các quý vị, thì nếu như ngày hôm nay quý vị nhắc đến cà phê thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nhắc đến là cà phê Trung Nguyên, đúng không? Và nếu như quý vị mà nhắc đến một cái hệ thống giáo dục cấp cao ở Việt Nam thì chắc chắn quý vị cũng sẽ biết đến, đó là hệ thống giáo dục iSchool. Và nếu như quý vị mà có thể nhắc đến những cái sản phẩm dịch vụ như là đồ điện, đồ gia dụng thì chắc chắn quý vị cũng sẽ biết đến một cái tên thân thương, đó là LG Việt Nam. Đấy, và đó là một trong một số đối tác của Brand Doctor. Thì đối với cà phê Trung Nguyên thì thầy của tôi là tiến sĩ Nguyễn Minh Trung, hiện tại đang là chủ tịch của công ty cổ phần bác sĩ thương hiệu đó, đã đồng hành cùng với lại cà phê Trung Nguyên là 8 năm. Và với anh Nguyên đặc biệt Minh Vũ đấy, là thầy và anh ấy đã gọi là cùng nhau đi từ những cái bước chân đầu tiên, khi mà cà phê Trung Nguyên chỉ là một đơn vị kinh doanh rất là nhỏ bé. Thế tuy nhiên thì dưới cái sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Minh Trung của công ty cổ phần bác sĩ thương hiệu thì thương hiệu cà phê Trung Nguyên ngày nay đã có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới rồi, đúng không ạ? Thì em xin kính mời chị Ngọc. Giới thiệu tôi là Đức Ngọc, giám đốc công ty Sài Gòn Pháp. Thì cũng giống như Nguyễn Khánh Tân đã lọt từ Sài Gòn ra đây. Thì hôm nay tôi rất là vui là có một cái cửa hàng bên Thanh Tết xuất hiện tại Hà Nội. Đó là cái bước tiến đổi mới của Thất, và sẽ quyết tâm là năm 2024 là sẽ mở ra là mỗi tỉnh sẽ là một cái cửa hàng. Và hôm nay là anh Huệ là người mà đã xung phong, là người tiên phong mở ra cái cửa hàng này. Tôi rất là vui và rất là cảm ơn các anh chị là đã đến dự cùng với lại chúng tôi. Thì với cái sự quyết tâm của công ty Xe Đồng Tháp là đang tạo ra một cái sản phẩm thật, và đã đồng hành cùng với lại Brand Doctor có cái định hướng là giá trị thật và mang ra cái thương hiệu thật. Chúng tôi quyết tâm rằng là năm 2024 và sau này chúng tôi sẽ đưa cái sản phẩm của công ty không phải là trong nước không, mà là sẽ đi ra nước ngoài, xuất khẩu ra nước ngoài. Nên là rất là mong quý anh chị là cùng động viên cổ vũ cho chúng tôi để chúng tôi có những cái hành trình đưa sen thành phố và đưa sen ra thế giới. Thì tôi cũng chia sẻ là công ty chúng tôi thì ở Đồng Tháp, là nơi xuất sở của sen, thì chúng tôi đã làm ra những cái sản phẩm mặc dù là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi đã có những cái sản phẩm đưa ra để mà mình xét, thì là đều đạt sản phẩm ô cốp 4 sao. Đây là một cái tiêu chí của tiêu chí chất lượng của Việt Nam, chúng tôi đều đạt ở cái mức là 4 sao, là cái mức là cũng là mức tiêu chuẩn là cao nhất. Còn 5 sao thì chúng ta nói đến câu chuyện xuất khẩu. Chúng tôi là đang trên đường là xây dựng một số sản phẩm là lên 5 sao. Ngoài ra thì những cái sản phẩm mà của chúng tôi làm ra hôm nay thì là các anh chị là trên bàn ai cũng có một ly trà, thì cái cảm nhận này nó rất là thật. Và những cái là cái thứ mà rất là mong quý anh chị gần cổ vũ chúng tôi và xin được cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Khánh và bà Nguyễn Bích Ngọc, giám đốc của hai công ty, đã chia sẻ để các quý vị có thể hiểu được về một phần giá trị của công ty cổ phần bác sĩ thương hiệu.
và cái giá trị của cái sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị trong show room ngày hôm nay. Bố chị đã sản xuất cho cái trà sen này là bác sĩ, còn bản thân chị là dược sĩ chuyên khoa 2 và gia đình chị còn hai người là dược sĩ nữa. Thực ra là với cái mong muốn khát khao của ông Nguyễn Trọng Hương là bố chị Ngọc ấy, là mong muốn mang đến một cái giá trị khác biệt cho quê hương Đồng Tháp, bởi vì ở vùng Đồng Tháp là cái sản phẩm chính là sen, mà chủ rơ sen rất là nhiều. Mà cái giống sen này thì xin thưa quý vị là theo lịch sử để lại thì có khoảng hơn 1.800 năm. Ở đây ông muốn mong muốn là điều đầu tiên là mang đến cho người dân Đồng Tháp có cái nguồn thu nhập chính từ cái bông sen, chính từ cái nguồn sen của quê hương nhà mình. Cái điểm thứ hai là bản thân ông Nguyễn Trọng Hương cũng rất mong muốn là mang đến cái sức khỏe từ sen để đến với chia sẻ với cộng đồng của người dân Việt Nam cũng như là đưa ra toàn thế giới. Và như quý vị cũng đã biết, sen là quốc hoa của Việt Nam và nó là mang cái tinh túy của người Việt, cái tâm hồn người Việt. Và cái điều này là cái điều mong muốn nhất của những người đã sản xuất ra cái sữa hạt sen, cái trà sen để mong muốn để gửi tới tất cả quý vị và mong được là kết nối những cái cuộc đông giao như các cuộc bàn trà ngày hôm nay. Một lần nữa thì tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đại biểu đã có mặt hôm nay. Cảm ơn gia đình của tôi, người vợ của tôi, anh chị tôi đã cho tôi một cái nguồn động lực rất lớn để tôi có thể vượt qua được vô vàn những cái khó khăn trở ngại để tôi có thể mở ra cái show hôm nay. Và xin cảm ơn người thầy của tôi, cảm ơn tất cả những người bạn bè có mặt hôm nay và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình này. Và hôm nay ở đây có rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, trong đó đến từ Bắc Giang, đến từ Vĩnh Phúc và rất nhiều nơi khác. Điều này tôi vô cùng xúc động. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Với thành phần 100% từ tự nhiên, hoa sen của vùng đất sen hồng tỉnh Đồng Tháp và trà Tân Cương thượng hạng từ thủ phủ trà Thái Nguyên. Trà sen Lotha Lotus là sản phẩm tâm huyết của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hương Sen Đồng Tháp. Trà sen sấy khô thượng hạng Lotha Lotus là sự giao thoa thổ nhưỡng giữa hai miền Nam và Bắc, đó là hoa sen Đồng Tháp và trà Tân Cương Thái Nguyên. Sự kết hợp tinh hoa này đã tạo ra hương thơm mới mẻ, đậm đà, ngọt ngào cho loại trà truyền thống đã đi vào lòng người dân Việt Nam. Nguồn nguyên liệu sạch là yêu cầu hàng đầu của sản phẩm. Với quy trình canh tác hiện đại, không sử dụng các loại chất hóa học trong suốt quá trình phát triển của sen và sản xuất trà. Hoa sen tươi được chọn lọc từ hàng vạn bông sen trên những cánh đồng sen bạt ngàn, được sự chăm sóc tận tình từ những người nông dân tâm huyết và kinh nghiệm với loài hoa sen. Quy trình sản xuất trà sen sấy khô thượng hạng được giám sát rất nghiêm ngặt từ công đoạn sơ chế, chế biến và cho ra thành phẩm. Điểm đặc biệt của quy trình là công đoạn ướp trà. Nơi đây vẫn giữ phương pháp ướp truyền thống đầy công phu. Sau khi ướp xong thì hương thơm của sen quyện vào trà Thái Nguyên. Đến khi pha trà thì có được hương thơm ngọt ngào, thanh mát của sen, vị dịu và hậu ngọt sâu. Trà sen Lotha Lotus được mệnh danh là loại trà thượng hạng hoàn hảo, đặc sắc và mang đậm đà bản chất văn hóa của nền văn hóa trà Việt. Mộng qua mấy thò xuôi về Gò Công, Tiên Giang ngút ngang như một tấm thảm lụa vàng. Thương em tôi áo đơn sơ bà ba, trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Hò hò ơi, cây lúa tô tươi sông bồi phù sa, đời cao tầng vui cười. Quất cây bè nổi tiếng ngọt ngây, ai
chinh, sống quê tôi thấm trong tim đầm tình. Phù sa ơi, ngày ngang bước chân tôi về không nỡ, ở cũng chẳng đành thương miền đất ngọt tàn lòng. Quê hương tôi chính con sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng. Dòng sữa mẹ muôn đời. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn. Đất lành khắp chốn nở qua, dùng bồi mật sống mượt mà môi em. Dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre. Hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh vườn áo đơm khuya lập lòe. Vào quê hương. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò về tây đô, nhớ ghé sông trăng nghe điều lắm thôn. Dù kế như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Phù sa ơi, bốn mùa cây trái đơm bông, gái bên trai tình quê thắm nồng, điều dân ca ngọt ngào. Nghe hát sao câu sao đơn giọng cô, cả máu cuối nẻo đôi lời gửi lại chúc tình. Phù sa ơi, ngây ngất bước chân tôi gì không nỡ.